Vâng, xin chào các bạn. Đây là mẫu tai nghe Outrite KC06A. Và gần đây thì Outrite họ có ra mắt một cái mẫu tai nghe mới, đó là KC09. Và thực sự thì cái mẫu KC09 nó đem lại cho mình rất nhiều các ấn tượng về thiết kế này, về chất âm cũng như là về các cái tính năng của nó. Nhưng mà thực sự là cái Outrite KC06A này nó ra mắt lâu rồi, cũng khá là lâu. Và ở cái thời điểm hiện tại thì nó còn có đáng mua hay không thì mình cũng sẽ cùng với các bạn, mình sẽ chia sẻ một số cái quan điểm cá nhân của mình ở trong video này. Đầu tiên ý, thì ở cái thiết kế của Outrite KC06 là một người tiền nhiệm của Outrite KC09. Chính vì vậy mà cái thiết kế của Outrite KC06A này nó không được sexy và quyến rũ như là chiếc KC09, nhưng mà nó vẫn mang trong mình một cái sự mạnh mẽ và khỏe khoắn riêng. Với cái logo Outrite ở đây, chúng ta có thể thấy là cái mẫu Outrite KC06 và KC06A nó rất là giống nhau, nó chỉ thay đổi một chút về cái chất âm mà thôi. Chính vì vậy mà về cái thiết kế thì có lẽ là Outrite KC06 và Outrite KC06A thì các bạn mua cái nào cũng được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói về chiếc KC06A bởi vì nó đã được cải thiện một số giải âm so với Outrite KC06. Mặc dù nó chưa được hay, nó chưa được làm tốt như là chiếc Outrite KC09, nhưng mà nó vẫn rất là đáng để quan tâm. Chúng ta sẽ có một cái housing bằng kim loại ở đây, sờ vào thì rất là mát lạnh. Chúng ta có một cái đầu chuyển, một cái jack nối ở đây, một cái khớp nối ở đây làm được rất là cứng cáp. Và ở bên trong là cái phần housing. Đó, cái phần housing thì nó được bọc một lớp lưới rất là chắc chắn. Thì mình rất là thích cái điều này. Bọc lưới này thì có một số các tai nghe họ bọc cái này bằng vải, nên đâm ra là mình lau thì nó sẽ bị bung ra, nhưng mà cái này là bằng lưới kim loại rất là tốt. Dây của Outrite KC06A thì là lớp dây được bọc một lớp lớp nhựa. Đó, lớp nhựa PE, nhìn nó trong ấy, nó hơi đục đục một chút và nó rất là cứng cáp. Ở cái jack chia thì Outrite KC06A này được làm cách điệu nhìn khá là bắt mắt. Chúng ta có một cái jack chia chữ Y đúng điệu theo cả nghĩa đen. Đó, theo cả nghĩa đen luôn. Đây là một cái jack chữ Y thì được làm bóng với cái chữ gì đây? KC06A. Chúng ta có logo KC06A ở đây. Đó, về về thiết kế thì Outrite KC06A này nó cũng gần giống như là chiếc KC06. Nhưng mà về chất âm thì ở cái giải âm bass, nếu mà nhiều người, các bạn nào mà đã được nghe KC06 rồi thì các bạn có thể thấy là cái âm bass của KC06 nó hơi bị dè, nó hơi bị ù ù một chút. Nhưng mà đến Outrite KC06A này thì cái điều mà đáng nói đó là nó đã được cải thiện về cái giải âm bass, và cái âm bass nó nghe đã chắc hơn, sâu hơn. Có thể nói là nếu những ai mà chưa cảm thấy thỏa mãn ở cái giải bass của KC06 thì lên đến KC06A, các bạn đã có được một sự hài lòng hơn về cái giải bass mà KC06A mang lại. Thế còn về cái giải mid thì nó cũng không có gì nổi bật cả, bởi vì cái giải bass nó đã làm rất là tốt rồi. Lên cái giải treble thì nó cũng thể hiện cái độ chi tiết cũng rất là ổn, và nó đánh cái độ tách bạch của âm âm nó khá là tốt, và âm trường của KC06A nó cũng tương đương như là âm trường của KC06. Nó có lẽ là chỉ thua kém Outrite KC09 mới ra mắt mà thôi. Thì nhiều người sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ mua chiếc Outrite KC09 mới ra mắt hay là chúng ta sẽ quay lại để mua chiếc Outrite KC06A này. Và ở cái bài viết này thì mình cũng chia sẻ luôn là cái chiếc Outrite KC06A này vẫn rất là đáng mua. Chúng ta không phải bỏ ra một số tiền quá lớn như là Outrite KC09, bởi vì Outrite KC09 nó đắt hơn cũng khá là nhiều. Nhưng mà chỉ thêm một chút thôi là từ KC06 chúng ta đã có chiếc KC06A này với một cái chất âm được cải thiện rõ rệt. Đó là cái điểm đáng nói trên Outrite KC06A. Và tổng quan thì chiếc tai nghe này với một cái thiết kế khá là ổn, đẹp, cũng nhẹ, đeo vào thì cũng rất là thoải mái. Một cái chất âm được cải thiện nhẹ so với Outrite KC06, và nó mang lại sự hài lòng cho người dùng. Và đó là những gì mà Outrite KC06 mang lại cho chúng ta ở cái mức giá hơn 1 triệu đồng. Và nếu như bạn nào quan tâm đến Outrite KC06A thì các bạn vẫn có thể đến các cửa hàng của Sunwoo Audio để nghe thử và trải nghiệm thử xem là cái chất âm của nó được cải thiện như thế nào so với Outrite KC06, và có thể lựa chọn với một cái mức kinh phí nó dễ chịu hơn là Outrite KC09 rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn các bạn.